Dạ em không biên bài bảy, xin chào mọi người nha. Hôm nay em lên video giới thiệu một số món đồ nghề dành cho anh em mình tham khảo ha. Anh em mua hàng bên Không Biên Bài Bảy liên hệ giùm em qua hai số điện thoại này. Đó, hai số điện thoại này anh em nha. Thì anh em muốn kết bạn thì kết bạn số dưới giùm em. Nhận hàng kiểm hàng thanh toán, không yêu cầu anh em cập gì hết nha. Hôm nay nó sẽ về một số cái món rất là hay của Kiên Lưu anh em ha. Rồi bây giờ em giới thiệu trước, đầu tiên là cái đồng hồ của Toto. Đây, đồng hồ này em bán rất là nhiều rồi nhưng mà em nghĩ sẽ có một số khách chưa gặp. Đây, đồng hồ này gọi là đồng hồ thông minh đa năng nha, thông minh đa năng anh em ha. Đây, đó, nó sẽ sử dụng hai cục pin tiểu như thế này, hai cục pin tiểu như thế này. Đây, sẽ bình mở ra ha, mở ra xong rồi là bỏ pin vô. Bên dưới như thế này anh em ha, xong rồi mình gáp lại thôi. Bạn này thì mình sẽ làm được rất là nhiều chức năng, em sẽ hướng dẫn cho mình nè. Đấy, đây, đây gọi là đồng hồ thông minh tự động nha. Nó sẽ có tính năng là nhận biết, kiểm tra được điện xoay chiều, điện một chiều, ôm, thông mạch, NCV tức là cảm biến điện không chạm, có đèn LED. Bật sáng màn hình lên, khi mình xài ban đêm thì mình bật lên như thế này anh em ha, để cho nó rõ màn hình. Hoặc là mình tắt như thế này để là dùng ban ngày. Hoặc là mình có thể bật đèn LED khi mình làm trong tối anh em ha. Đây, làm trong tối thì mình xài đèn LED như thế này đó, để mình rọi tìm đồ này nọ. Rồi, khi mà anh em muốn chuyển qua tính năng cảm biến điện không chạm thì mình nhắn giữ. Chữ hô có nghĩa là nhắn giữ anh em ha. NCV là nhắn giữ để chuyển qua chế độ đó, NCV nè anh em. Bây giờ nó sẽ cảm biến điện không chạm ha. Không chạm chứ không phải là âm tường nha anh em. Tức là gần nguồn điện á, gần nguồn điện á. Đây mình tắt LED là mình nhắn giữ ha. Gần nguồn điện là nó kêu nè. Đó, anh em thấy không? Nó gần nguồn điện là nó kêu. Đấy, chưa? Rồi bây giờ mình có thể biết được là đường dây của mình nó bị đứt ở đâu luôn á anh em. Đây, khi mà dù đi ngang qua đường dây nè. Đó, đường nó cảm biến đường dây, trên cái đường dây của mình á, nó có điện hay không á. Nè, đường dây đây, đây, cảm biến đây, trên này ha. Thế là mình để ở điểm này, để ở điểm này là nó sẽ mạnh nhất. Đó, nó sẽ mình đi ra theo cái đường dây, kiểu như là mình biết được cái đường dây của mình nó đứt hay là chạm không, nó bị liền mạch hay không đó. Rồi, như thế này là ở gần nguồn điện nè. Ở gần nguồn điện là nó sẽ cảm biến lên. Đó, gần nguồn điện là nó sẽ cảm biến lên đó. Rồi em giờ mình sẽ gắn dây vô nha, tắt nè. Rồi mình nhả chức năng NCV ra nha, là mình nhắn giữ, nó mất chữ NCV. Cái điện, cái đồng hồ này mình không cần phải bật gạt thang đo gì hết. Thường mình xài mấy cái đồng hồ đa năng á là mình phải biết cách gạt thang đo qua đúng cái thông số mình mới đo được cái mình muốn, đúng không? Còn cái này anh em muốn đo điện xoay chiều thì chỉ việc như thế này, bật nguồn lên ha, đưa vô thì nó sẽ tự nhận biết đó là mình muốn đo điện xoay chiều, nó sẽ ra số cho mình luôn nè, 221V xoay chiều nè anh em thấy không. Lỡ như mình nó ngược cực đi, mình bỏ vô ngược cực à, mình em bỏ vô ngược cực nè. Đây, điện xoay chiều nè, đó, ở đây kìa, đấy, 21,87. đó. Mình bỏ qua lộ ngược chiều á thì nó sẽ ra trị số âm anh em nha, nên là yên tâm. Mình đưa vô nào nó cũng ra số đúng hết trơn, trị số âm. Rồi đây là điện xoay chiều đúng không? Bây giờ mình kiểm tra điện một chiều nè. Rồi anh em bây giờ kiểm tra điện một chiều ha, xem cái khối pin của mình á là nó đang được là đầy sạc đầy hay chưa. Đó thì mình sẽ cái này, khối pin của mình sạc được bao nhiêu vôn. Đó anh em thấy không, nó tự nhận biết luôn, mình đâu cần phải chuyển thang đo đâu. Nè, khối pin của mình là 20,4 nè, thấy chưa? Đó, đâu cần phải gạt thang đo đâu mấy anh, rất là hay. Đó. Bây giờ mai mốt mà anh em mình nhà có pin đúng không, mình muốn kiểm tra cục pin của mình nó có nên hay không, hay nó có vấn đề gì đó, thì mình chỉ cần mua cái này thôi. Anh em kiểm tra lúc là mình sạc điện nó vô hay không á, là mình phải kiểm tra như thế này, xem thử là mình sạc hồi nãy giờ nó đầy pin chưa. Đó, tầm 20 mấy vôn, gần 21V đó là nó đầy rồi đó anh em. Đó, còn nếu không đầy thì mình mở cục pin ra, mình tháo cục pin ra, mình có cái khối pin mình sẽ đo.
mình sẽ đo từng gạch cell một ha, mình đo từng gạch một mình sẽ biết được là pin của mình nó có bị lệch áp hay không đó. Nên bao nhiêu vôn, mỗi cặp cell là bao nhiêu vôn á anh em, thì nó sẽ cho ra trị số. Nếu đồng nhau thì pin của mình không sao, nhưng mà nếu mà nó lệch áp thì nó sẽ ra mẫu, dụ như bình thường là 3,8 V một cặp đúng không, tự nhiên có một cặp nó chỉ còn có 1 phút máy thôi, chứng tỏ cặp đó bị tuột áp. À, là mình sẽ nắm sơ sơ được tình hình cục pin của mình, thông qua đó là mình nói với cái người mà đóng pin cho mình á, người ta cũng hiểu biết được một xíu, người ta sẽ hỗ trợ cho mình anh em nha. Lỡ hư cái mặt á, mình biết đường pin nó không lệch áp thì chỉ có hư cái mặt thôi, thì mình thay cái mặt khác đó. À, vậy đó, đơn giản. Rồi xong mình, anh em muốn đo điện trở á, thì kiểu như là đo ôm nha anh em, cái này là ôm chứ mày quên, cái này là ôm, thì mình có cái đo dụng cụ, cái cục trở đó, thì mình kẹp hai đầu âm dương thì nó sẽ ra số trở nha. Rồi mình đo thông mạch nữa cơ, này chức năng đo thông mạch này, mình đo thông mạch này anh em thấy không đó, như thế này là thông mạch nè, nó có cái hình biểu tượng wifi nè anh em, đây nè biểu tượng đây nè, đó là thông mạch nè, nếu không thông mạch đó là nó sẽ không có vô biểu tượng này đâu đó. Còn như thế này là thông mạch, vậy mình đưa dây vô như thế này nè, đây một đầu này và một đầu này, nếu như dây đó không bị đứt nó liền mạch á thì nó sẽ kêu lên đấy đó, thông mạch nè. Còn nếu mà không thông mạch đó là như thế này nè, ví dụ như vậy là dây bị đứt nè, trong này không có lõi nè anh em thấy không, trong này không có lõi nè, tôi dây bị đứt nè, đâu có thông mạch là đâu có kêu đâu, thấy không đó. Cái đồng hồ này nó rất là đa năng, nói chung là nó có những cái tính năng cơ bản mà anh em mình cần. Còn cái loại mà đồng hồ vạn năng thì nó quá nhiều tính năng, chỉ dùng cho anh em làm chuyên nghiệp. Cái này thì nó sẽ tiện hơn cho anh em mình xài gia đình hoặc là anh em thợ cơ bản nè. Như nhà em đóng pin á, thì em cũng chỉ xài cái đồng hồ này thôi. Đó, em dùng cái này là em sử dụng để làm việc đưa khi mà kiểm tra pin cho khách nè. Thì bạn này giá là 165 ngàn anh em nha. 165 ngàn một cái, hàng chính hãng của Total. Giá em nói là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Bây giờ mình test nguồn là test như thế này. Đó, test nguồn ha. Rồi mình cắt thôi, bạn này thì 165 em thấy khá là ok. Nhà anh em nào mà đang sử dụng mấy cái loại này á, có pin ở nhà là mình nên có một cái, tại vì nhiều khi pin nó bị trục trặc. Khách gọi tới em hỏi là anh ơi, anh có cái đồng hồ đo đó không, anh đo dùm em thử là anh sạc rồi pin nó lên được nhiêu vôn. Ảnh cũng không biết đường anh em, tại vì không có cái đồng hồ này. Tại bình thường mình không biết tới cái này, mình nghĩ là cái đồng hồ vạn năng kia mới đo được. Đồng hồ tới 300 mấy ngàn lận, còn cái này chỉ có 165 thôi anh em, dễ mua nha, để gia đình mình xài, nhiều khi mình thử điện thử đồ trong gia đình nó cũng dễ ha, ai cũng nên cần cái ha. 165 ngàn nha. Rồi tiếp theo là cái bộ vít mini của Kiền Lưu đã về nha anh em. Đây bộ vít này là em nói bữa trước là 550 mà giảm còn 360 đây ha, 550 giảm còn 360 ngàn, sẽ tặng cho mình một vỉ vít nha. Cái vỉ vít này rất là chất lượng nha anh em. Này, cái vỉ này mình sẽ có là cái gì? VH1, VH2, VH0 nè. VH1, VH2, VH3 -3 -4 -5 -6 rồi lục giác 3 4 5 6. Đó, mà những cái mũi này không phải là mũi dởm mà là mũi được làm bằng chất liệu thép S2 cao cấp, chịu lực cao nha. Đó, chịu va đập rất là tốt. Xài mấy cái mũi này là gọi là siêu bền luôn anh em. Đó. Rồi bây giờ cái mũi này đúng không? Nó đây, mình gài vô lục giác 6 ly 35 vô này cho em. Đây. Anh em có nghe cái con máy chuyên vít mini nào mà cái tiếng dứt khoát như bạn Kiên Lô không? Bạn Kiên Lô có cái tiếng rất là dứt khoát nha. Đó. Đó. Khi mà mình muốn sạc á thì mình đưa vô đây mình sạc nè. Sạc ở vị trí này. Có bán sạc, có đầy đủ sạc rồi cho anh em mình luôn nha. Nếu như mà không xài cái tính năng đó thì mình tắt cái này đi, bấm cái này nè. Tắt cái tính năng này đi thì mình bấm cò nó không chạy nữa. Bấm cò nó không chạy máy nữa, nó chỉ là cái đèn led sáng như thế này thôi. Đấy. Gạt qua như thế này là chạy nè. Đó, anh em mua về tháo mở ốc vít điện tử. Xài ốc vít gia đình, mình muốn tháo ốc trên một cái con máy pin nhà nó nhẹ nhàng nha. Một đó là khi mà hết pin á thì mình vặn tay. Đúng không? Gọi là giống như tôi vít bầu anh em thấy không? Còn nếu không, nếu còn pin, mà em nói thật nếu mình xài nha, tại vì pin này khi mà sạc đầy nó có thể xài lên tới 8 tiếng đồng hồ lận. Tại vì cái mật độ mà dùng cái cây này không có nhiều á anh em, cho nên người ta tính thời gian như vậy đó.
Còn nếu mình bấm liên tục như thế này nè, mình để chạy như thế này liên tục thì nó chạy 1 tiếng rưỡi nha. Như thế này liên tục là nó chạy được 1 tiếng rưỡi. Còn anh em làm việc á, mình làm việc thì có lúc mình làm mình không, mà đâu lúc nào cũng làm, thành ra là cái thời lượng mình xài được tới 8 tiếng lận á, rất là dữ nha. Đây, bây giờ em ví dụ anh em mình mở pin nè. Bạn này mở rất là khỏe nha, mở được cả con máy pin. À, anh em đừng nghĩ là con này mở không được máy pin. Đây ha, với một cái hoa thị T10. Hoa thị T10 nha, gắn vô hoa thị T10 của Kinglu nha. Đây là con máy hàng bãi. Đó, giờ mình mở ốc của nó nè. Đó, mở ra ha. Đây. Nè đây ha. Đó. Rồi mình đưa vô trong này. Đó, những con ốc nó cứng là nó sẽ đứng máy, nó mở không ra. Đúng không? Nó mở không ra thì mình bạn mở phụ nó mấy anh ơi, mở phụ bằng tay. Đúng không? Mở phụ bằng tay. Bạn như thế này. Đấy, xong rồi. Một hai đường cơ bản nhích ra rồi là bắt đầu. Bạn như thế này. Đó là ra thôi. Ok, đúng không? Mini như thế này thì xài ổn. Đó, em thấy là em xài con này em mở tháo mở mà cục pin nè, nhà sửa pin cho khách rồi đó, mở, tháo mở pin rồi này nọ này, đó, rồi vặn vô vặn ra, anh em mình làm nhẹ nhẹ rồi đó thì mình xài cái này ổn nha. Giá em đang bán là 360.000, ha, 360.000 một bộ, một máy với mũi. Tặng cho một vỉ mũi với lại sạc. Đó, như vậy đó anh em, bảo hành nha. Hàng có bảo hành chính hãng hình như là 6 tháng á anh em. Bảo hành chính hãng 6 tháng. Đó, mình khi mình không dùng nữa thì mình tắt cái này đi. Đó. Rồi. Như thế này. Đó, bây giờ mình mở, nếu mà gặp trường hợp nó cứng thì mình sẽ vặn phụ, bởi vì cái đầu nó cũng dài ha. Mình vặn phụ ra, vặn phụ ra một xíu xong rồi bắt đầu là mình bấm cò cho nó chạy là ok. Ha. 360, bữa trước mấy anh hỏi mua rất là nhiều nhưng mà bị hết hàng á. Bây giờ nó đã về lại nha, về đường ít thôi. Rồi, tiếp tục là hồi nãy giờ anh em mình muốn mở máy pin, muốn mở được cái cục pin này ra là anh em phải có hoa thị. Nhà anh em phải có bộ hoa thị như thế này anh em mới tháo con máy pin ra được, mới tháo cục pin ra được nha. Không có cũng cực lắm á. Cái bộ hoa thị này rất hợp lý cho anh em ở nhà xài, bởi vì sao, nó dài tới 10 cm. Anh em nhìn cục pin nè. Cục pin này là cục pin 15 cell ha. Anh em mình muốn đưa cái này vô đụng con ốc nè. À, thấy chưa? Đụng con ốc, nếu như mà cái hoa thị 5 phân là không được rồi. Hoa thị 5 phân là không được đâu. Tại vì nó hơi ngắn. Nó không thoải mái bằng cái này. Đó, cái hoa thị 10 phân này nó thoải mái hơn. Anh em mình đưa ốc, đưa vào những con ốc ở trong sâu á, mình mở được hết. Còn cái hoa thị 5 phân hơi ngắn, mình làm mấy ốc cạn cạn, ốc trong sâu là mình thua. Đúng không? Mà cái này 10 phân rất là hợp lý. Chui lục giác nè. Đó, lục giác, cái lục giác nó có hai cái G là anh em mình nhận được máy Mỹ hay là máy Á, máy châu Á gì cũng được hết nha. Đây, hai cái G này là anh em mình nhận được các loại. Máy Mỹ, máy châu Á được hết, không có kén máy nha. Rồi hoa thị này là hoa thị có lỗ, được làm bằng chất liệu cao cấp là thép S2, chịu lực rất là tốt ha. Chịu lực với lại va đập rất là tốt. 105.000 một hộp. Mình sẽ có hoa thị thông dụng luôn anh em á, T6, 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 nè. Còn cái hoa này là lục giác nè, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8. Đây. Đó. Mấy cái lục giác này rất là bền, hoa thị lục giác này rất là bền anh em nha. Đó, thay vì mình mua hàng giá rẻ hơn á thì anh em mình sẽ nhận lại, chắc em nghĩ chỉ là thép carbon hoặc là thép CRV thôi. Bạn này được làm bằng thép S2, sẽ cho anh em một cái nhìn khác về mũi vít thép đen như thế này nha. Giá là 200.000 nếu anh em mua hai bộ như thế này, còn anh em mua lẻ là 105.000 một hộp nha. Rồi em có hai loại kéo nhà bếp dành cho anh em mình nha, đó là kéo của Quật Pha và King Blue. Kéo Quật Pha là thuộc cái phân khúc giá rất là rẻ, và bình thường em nghĩ anh em mua ở ngoài thị trường một cái kéo của mình xài gia đình á, để làm cá cắt thịt đồ nè anh em thấy không, để cắt thịt nè, làm cá nè. Đó, thì thường chắc tầm cỡ như Quật Phao thôi. Như ông Quật Phao làm cái kéo rất là nét nha, 40.000 cái thôi anh em. Đây. Đó, phần kéo nó sẽ có bánh, nó có cái phần răng như thế này anh em. Một lưỡi nó sẽ có răng như thế này nha.
Đó, một lưỡi nó có răng 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 như thế này. Đó. Còn bên này thì láng nè, bên này là dao nè. Đó. Bên này là răng nè. Đó. Kiểu của quật phao là vậy, 40.000, dài 21 cm nha anh em. Chiều dài từ đầu tới đuôi ha, 21 cm. Quật phao là thuộc phân khúc giá rẻ anh em nha. Cái kéo nó cũng rất là nhẹ. Thì bình thường anh em mua ở ngoài chợ cái kéo không biết biết của hãng nào hết trơn, trụi lủi trụi lơ cũng tầm đó, đúng không? Anh em mua kéo hãng này xài thấy ngon lắm nha. Rồi cao cấp hơn một xíu thì anh em có thể mua cho em của thằng King Lu nè. Anh em mình cắt được nhiều thứ ha, cắt cành, cắt lá, cắt cây rồi này nọ này. Bạn King Lu thì cho mình cái kéo nó dày dặn hơn, sắc bén hơn, cái lưỡi của nó dày hơn anh em. Được cái phần này nè, cái phần chốt gài đây người ta có mạ đồng lên này. Đấy, đây. Đó, cái này gọi là kéo QC3, kéo nhà bếp. Cái này thì anh em mình đó, cái này nó dẻo nha, bóp vô được luôn này ha. Đó, dẻo. Rồi, cái nào nó cũng xịn hơn quật phao hết trơn á. King Lu hàng giá 80.000 anh em nha. 80.000 một cái, kéo nhà bếp. Anh em mình cắt cái gì cắt thôi, đơn giản, cắt cái gì cũng được. Nhưng mà thằng King Lu thì em nói thiệt với anh em là đương nhiên là nó giá nó gấp đôi qua quật phao thì chất lượng nó cũng sẽ cao hơn quật phao. Đó, anh em mình tùy nhu cầu nha, tại vì em thấy cái nào cũng hợp lý. Nếu mà tài chính của mình ít á, thay vì mua những cái hàng mà mình không biết thương hiệu gì thì mình có thể mua cái này. Anh em thấy người ta đóng gói không? Đó. Còn nếu mà cao cấp thì anh em có thể mua cho em bạn này nha, 80.000 một cái ha, của King Lu. Rồi, kèm tút dây. Kèm tút dây em sẽ có cho mình hai loại cơ bản. Đây, loại này có 75.000 thôi, của 2K Boost nha anh em, gọi là kèm tút dây mỏ quạ, có chỉnh cử nè. Có chỉnh cử nè. À, mình muốn tuốt bao nhiêu xăng này, thường dành cho anh em mình cắt tuốt ba cái dây điện nhỏ 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 đó anh em, tuốt một lần được 2 dây đó, 3 dây rồi đó. Rồi cái này mình vẽ vừa là cắt dây này, vừa là tuốt dây đó, vừa cắt và vừa tuốt nha anh em ha, vừa cắt vừa tuốt. À, mình tuốt cái kiểu mà kiểu như là mình muốn mà tuốt được dài bao nhiêu xăng á nè, nó có cái cạnh cử nè, mình muốn tuốt được dài 2 xăng, tối đa của nó là 2,5 cm anh em. Đây, tuốt ra như thế này. Đó, nhẹ nhàng. Rồi cắt dây. Đó, cái này thì do anh em mình xài gia đình. Mình muốn có một cái hoặc là anh em mình cắt tuốt dây nhỏ nhỏ á, tại vì cái ngàm này của nó tới 2 phân lận nè. Cái ngàm này nó rộng 2 cm thì thường những cái bó dây điện mà nhỏ xíu nhỏ xíu nhỏ xíu đó thì anh em có thể tuốt một lần 3 4 sợi bỏ vô đây là một phát thôi là ra một lần luôn. Nó khỏe. 75.000 một cái nha anh em. Cái này là của hàng phân khúc giá rẻ, hàng của 2K Boost ha. 75.000 một cái. Rồi, còn cái này là các tuốt điện của hàng quật phao. Này nó sẽ gọi là tiện hơn, đa năng hơn nha. Đây, anh em mình có thể bấm cốt nè. Cái này là bấm cốt nè anh em. Đó, cái này là cắt dây nè. Còn trên này là tuốt dây ha. Đây, nó có phân loại dây ra nè anh em, từ nhỏ tới lớn nè. 18, 14, 12, 10 nè. Đó, 8 nè, nó có phân loại dây ra nè, AWG nè. Đó, rồi mình cắt dây là mình để ở bộ phận này. Đó, là mình cắt. Đấy, cắt. Rồi anh em bấm cốt thì cái này là cốt gì thì anh em mình chuyên nghiệp là biết nha. Còn mình tuốt dây nè, thì mình sẽ đưa vô cái ngàm này cho em vừa dây ha. Vừa cái tà, cái nghe cái dây của nó nha. Xong rồi tuốt, nó sẽ cho ra cho mình tuốt rất là nhẹ nhàng luôn. Con này tuốt nhanh lắm. Con này tuốt cực kỳ nhanh. Rồi nó có cái nấm này để anh em vặn da lực nè. Dấu cộng là mình tăng cái lực lên. Đó. Dấu trừ là mình giảm lực lại. Đó, mình đưa vô và tuốt ra rất là dễ. Bạn này tuốt nhanh lắm. Anh em mình làm nghề á, mình nhìn là mình biết mình nên xài cái nào thôi. Đó, tuốt dây 145.000 một cái anh em nha. Nó sẽ dài cho mình là 7 inch á. Kích thước của nó là 7 inch, tay cầm là bằng cao su êm. Đó. 145.000 một cái ha. Rồi, bàn chải đánh rỉ nha. Bàn chải đánh rỉ em sẽ có cho mình 3 loại ha. Đầu tiên là cái bàn chải nhỏ nhất này đi, dành cho anh em mình đánh ở trong những cái góc kẹt, những cái khe hở nhỏ mà những cái lớn không vào được thì mình xài cái này. Nó nhỏ như cái bàn chải đánh răng của mình thôi nha anh em. Một cái bàn chải là ni lông và hai cái bàn chải là bằng kim loại. Đó, nó sẽ dài cho mình là 18 cm, một vỉ như thế này có giá là 17.000. Còn cái này là một vỉ 35.000 anh em nha. Một vỉ 35.000. Nó dài cho mình tới 23 cm. Cái bản này nó rộng hơn. Anh em chà những cái đồ lớn hơn. Một cái chải ni lông và hai cái chải kim loại.
cái kim loại của nó rất là dày nha anh em, chắc chắn lắm đó. Thường thường anh em mình mua đồ giá rẻ nha, nó rẻ lắm luôn, chừng vài ngàn cái thôi, còn cái này là 35 ngàn bộ ba cái đó. Rồi tiếp theo là cái bàn chải này, bàn chải này trị giá là 15 ngàn anh em nha, nếu ở ngoài thị trường á mình mua chắc tầm 5 ngàn thôi, là những cái hàng hàng giá rẻ anh em, hàng không có thương hiệu gì hết á, nó bán chỉ tầm 5 ngàn 7 ngàn cái thôi, nhưng củ quật phao á, nó sẽ bán cho mình là 15 ngàn, đảm bảo với anh em là làm sẽ chất lượng hơn, mình dùng nó sẽ bền hơn nha, tại vì cái ăn tiền ở chỗ cái kẽm này nè, nó bền, nó không có bị quá mảnh, khi mà mình chà mảnh nó không có bị đứt. À, rồi cái chỗ mà đính kết đính giữa cái thanh này nè, kẽm dưới cái thanh này thì nó phải chắc chắn, chứ nếu mà ba cái đồ dởm là anh em chà chừng vài phát thôi là nó tự động nó rớt kẽm ra hết, đó là 4 đến 5 ngàn, nó quá ghê đi đó, thành ra là em không có bán, cho nên em chỉ bán cái loại này thôi, là rẻ nhất nhà em là 15 ngàn nè, còn một loại 25 ngàn nữa cơ đó. Rồi tôi viết lùng, à em có cái bộ này trước nè, cái này là dùng để cho anh em mình kẹp vô mấy đầu kẹp để nối cái đầu viết mình ra nó dài hơn á anh em, khi mình làm ở cần ở làm ở trong sau á. Đây nè, chui là chui lục giác nha, anh em có thể gắn vô bánh viết hoặc là mình gắn vô đầu kẹp để mình nối ra, nối ra cái này là cái gì, cái này là để mình gài viết vô nè anh em, để mình gài viết vô đó, đây gọi là cái thanh nối đó, thanh nối này có giá là 55 ngàn anh em nha đó, mình gắn vô cái đầu kẹp khoan đúng không, xong rồi cái mình gài viết vô đây đó, cái này nó dài tới 15 cm lận. Rồi tiếp theo là tôi viết lùng của quật phao này anh em, có hai loại nha, một là cộng, hai là trừ, đó là pH 2 dài 338 mm và SL 6.5 38 mm, 38 là cái phần này nè anh em, nó dài 3.8 cm á. Rồi cái thân của nó sẽ không phải là bằng nhựa cứng nha anh em, mà là bằng cao su mềm đó, anh em mình cầm rất là bám dính, cảm giác tốt hơn nha đó, thì nó sẽ bán nguyên cặp, có cái vỉ như thế này luôn treo lên nha, 25 ngàn một cặp đó, dành cho anh em mình cần. Cái này là chất liệu thép CRV chứ không phải thép dởm anh em, thép CRV có tự tính nha. Rồi còn cái bạn này là tôi viết lùng của hàng top, nhưng mà hàng xịn hơn đó, chất lượng hơn, mình sẽ có hai đầu là một đầu trừ và một đầu cộng ha. Bạn này hàng sản xuất tại Đài Loan nên giá của bạn này là hơi cao một xíu nha, 80 ngàn một cái anh em ơi, 80 ngàn một cục cái như thế này ha. Đó, hai đầu như thế này mình có thể chuyển và nó rất là khít, nó không có độ rơ luôn nha, bạn này không có độ rơ luôn nè đó. Cái này chuẩn sản xuất Đài Loan nên nó hơi mắc tiền anh em, nói chung là tiền nào chất lượng đó nha. Đó, thép của nó là chuẩn luôn. Rồi cái này 80 ngàn một cái nè, còn các bạn này thì một cặp chỉ có 25 ngàn thôi. Rồi kìm hàng của bạn Kim Blue thì em sẽ có hai loại nha, 600A với lại 800A nha anh em. Bạn này là 600A ha, 800A thì nó sẽ to hơn cái này, to hơn nha. Đây, đây cái này là 600, còn 800A nó to hơn. 800A thì nó sẽ có giá là 130 ngàn, còn cái này là 600A. 600A thì nó rẻ hơn, nó chỉ có 100 ngàn thôi đó. Nhưng mà anh em so với những cái dòng khác thì cái này là không phải rẻ tiền đúng không, nhưng mà nó chất lượng nha đó, nó chất lượng 100 ngàn một cái, còn nếu 800A là 130 đó. Còn kẹp mát thì em sẽ có kẹp mát của thằng LS, sẽ có hai loại 300A với lại là 500A nha, 300A đây đó. Cái này là 25 ngàn đồng một cái đây, kẹp mát. Còn cái này nó sẽ là 40 ngàn một cái, thì 40 ngàn một cái thì nó lên tới 500A lần, cái kẹp nó lớn hơn anh em nha, lớn hơn đây. Rồi thằng King Blue thì nó lại không có sản xuất kẹp mát, nó chỉ sản xuất kìm hàng thôi, không có kẹp mát, cho nên là em bán kẹp mát của thằng LS như thế này đó. Anh em là mua cái kẹp mát thì có thể liên hệ vô em cái bạn LS này nha, chứ còn bạn King Blue đâu có đâu, King Blue nó sản xuất kìm hàng không à, nó không chơi kẹp mát mấy anh ơi. Nè cái lò xo của bạn này anh em. Đấy. Rồi em có một cái Eto 2 in à, Eto để cho anh em để bàn nha, của thằng quật phao này. Nó thiết kế rất là nét anh em, nhìn cũng rất là ok nha. Em thấy là rất là nhiều hãng sản xuất Eto, em thì thấy hàng quật phao nó có bán nè, em mua về em bán thêm thôi, tại vì em thấy nó cũng có sản xuất búa, cái độ tôi rèn thép của nó cũng khá là chuẩn, khá là ok, không có dởm lắm anh em nha. Đó nè, anh em nào rành thì nhìn vô thì xem thử là tự quánh giá nha.
Đó. Rồi bạn này em đang bán giá là 240 ngàn thôi. À, cái này 2 in ha. 2 in tức là 50 mm anh em. Nó ghi là 2 in tức là 50 mm á. Anh em nào mua về mình xài để bàn đồ đó là mình xài cái này nè. Kẹp mấy cái đồ nhỏ 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 ha. Nó có một cái đe chỗ này nè, để gõ đồ. Đó. Anh em nhìn cái làm thiết kế cũng rất là ok nha. Giá 240 cũng khá là rẻ ha, không có quá mắc tiền đúng không? Không quá mắc tiền, 240 vừa phải. Đó. 240 ngàn. Rồi. À, cái bộ đồ để anh em mình gắn vô mấy mài khuôn nè. Gắn vô mấy mài khuôn một số bộ này. Số món đây, cái vỉ này thì nó sẽ là có 25 ngàn thôi anh em. Gọi là đá mài cà lem nha. Mài cà lem 10 đá nha. Đá mài cà rem ha. Đây anh em mình gắn vô mấy mài khuôn mình muốn mài chà cái gì mình làm nè. Cái đương nhiên là nó sẽ xịn hơn những cái dòng mình không biết thương hiệu gì rồi đó anh em, bởi vì là nó sẽ có cái chuẩn của nó, hàng xuất khẩu mà. Đó, xuất khẩu đi rất là nhiều nước thì nó sẽ có chuẩn của nó. Những cái dòng không có thương hiệu thì chất lượng nó sẽ không bằng đâu anh em. Đây, mình xài mấy cái này cho nó bền, 25 ngàn nè. Cũng gọi là giá rẻ thôi, bình dân thôi chứ cũng không phải là hàng mắc tiền lắm đâu. À, dễ mua. Bạn này thì là 80. À, quên, bạn này 60 ngàn. 60 ngàn là gồm có 13 món anh em ơi, 13 món ha. Đây mấy cái mài cà lem nè, mấy cái lũa nè anh em, lũa nè. Đó, mấy cái dũa hình tròn, hình chấp nhọn nè. Rồi mấy cái này là đá nhám, nhám xếp rồi này nọ đó. Đây. Còn cái bộ này thì nhiều món hơn, bộ này là tới 80 món lận. 80 món trong này, 85 ngàn anh em. Đó, nó gồm có mấy cái sáp nè, đá cắt nè, nhám xếp nè, mài cà lem nè, nhám trụ nè, rồi có cả đá cái này là gì, đánh bóng đó. Bộ này thì nó nhiều chi tiết hơn, đựng trong cái hộp như thế này thì kiểu như là mình muốn xài cái gì mình lấy ra nó liền, khỏi cần tìm kiếm. Còn bình thường mình mua nó bỏ trong cái bị một nùi á thì nó hơi bị lộn xộn, như thế này là nó mắc tiền cái hộp nữa nha anh em nha. Cái hộp không á đã rất đáng tiền rồi nè, đáng tiền 30-40 ngàn cái hộp rồi đó. Đó, không xài nữa là mình treo lên chỗ đồ nghề của mình, 85 ngàn. Rồi nhám xếp trụ của bột phao nè anh em, nhiều khi mà chỗ nào đó mình làm mà mình cần á, đánh bóng ở trong này nè, đã muốn đánh bóng ở bên phía bên trong này nè, là phải cần có mấy cái xếp trụ này đánh nó mới ok lận á. Đây có đường kính nhỏ nè anh em, cái này đường kính nhỏ nè, đúng không? Bây giờ mình muốn đánh bóng phía mặt trong như thế này là phải có cái trụ như thế này. Đây gọi là một kiểu nhám xếp trụ nha. Bạn này thì có kích thước, có nhám là 120, tức là cái lá này anh em có 120 lá đó. 120 lá. Thì bạn này có giá là 7.000 cái thôi à. 7.000 cái anh em nha. Còn cái này thì nó sẽ lớn hơn. Đường kính nó lớn hơn nè anh em. Đó, nó 50 mm, cái này thì 40 lá. Nó đều chịu tải rất là lớn nha, maximum được 13.000 vào 1 phút lận á. Bạn này thì có giá là 15.000 một cái. 15.000 một cái cho anh em mình kẹp vô mình mài khuôn nè. Đó. Rồi tiếp theo là bạn bạn này là gọi là kìm mở ống nước nè anh em, nhưng mà loại là mở hạng nặng đây. Đó, nguyên full cái bộ này là thép, thép đặc hết, rất là nặng. Thì bạn này nó bị một cái vấn đề đơn giản là bị rỉ chỗ này. Đây, tại vì em không có bọc cái bị. Đúng ra là phải có cái bị nhựa bọc cái bị này lại. Tại vì ở khu vực anh em á, thì sát không có gần biển thì sẽ không có sợ bị rỉ giống em. Em tại vì là khu vực nước mặn á, cho nên là nó sẽ bị ảnh hưởng. Đây, nó bị như thế này. Đó, cái bộ phận này là cái ngàm đen này anh em, xuống đây là gọi là chất liệu thép CRMO. Thường anh em mình mua 4, 5, 5, 70 ngàn thì nó sẽ là thép thép thường, nó không phải là thép CRV luôn. Nhưng mà bạn này là thép CRM đó, nó chịu lực, chịu va đập rất là tốt. Tại vì cái này là hạng nặng. Đây mình vặn đồ cứng mà. Đó, vặn đồ cứng hạng nặng thì mình thường sẽ bị vấn đề đó là những cái ren nghe nè, nó nhanh bị mòn, nó nhanh bị, nếu mà thép dởm thì nó bị tà đi, nó làm mình bị trượt không có vặn được nữa, đúng chưa? Thì bạn này nó sẽ làm bằng CRM, nó sẽ chịu lực, chịu va đập cực kỳ tốt, siêu bền luôn. Tham màu vàng này là thép thường, tay của nó có bọc cao su. Bạn này dài là 30 cm nha. 30 cm, bạn này giá là 160 miễn phí vận chuyển. Hồi trước là em sẽ không có bán miễn phí vận chuyển đâu. Nha, nhưng mà bị giờ nó bị dài nè. Đó, thì em sẽ miễn phí vận chuyển cho mình. Bạn này là 160 là dài 30. Rồi em có một cái loại dài hơn, đây là dài 40 nè. Anh em mở đồ mở ốc nặng hơn. Đây dài 40 cm.
Anh em coi người ta làm là cái bánh răng này không có dễ bị tà nha. Cái điều đáng lo ngại khi anh em làm nặng đó chính là cái bánh răng này đưa vô vặn cứng là nó bị tà, nó bị tuôn, nó mòn hết trơn, đúng không? Chính vì vậy King Lưu sản xuất ra chất liệu cái hàm này bằng chất liệu thép CRMO cho anh em mình cái độ bền rất là cao. Đó, cái bảng này là dòng 18 inch, tức là dài tới 45cm nha. Bạn này dài tới 45cm. Giá bạn này là 265.000. Và em cũng sẽ miễn phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái này thì không bị gì hết nha, không rỉ, không gì hết nha. Đó, tại vì là bản lớn tiền thôi, bản 265.000 để em sẽ bán cho anh em biết, anh em về xài thử thôi, có động lực mua. 265.000 mà tốn tiền ship nữa thì anh em thấy hơi cao đúng chưa? Thì bây giờ em miễn phí ship cho anh em bạn này, cho anh em mình về xài thử. Đó, tiền ship không, bạn này là 23.000 đó. Anh em rất là nặng nha, chứ không nhẹ đâu, nặng lắm. Bạn này là 160 miễn ship nha. Còn bạn lớn hơn như thế này thì là 265.000 miễn phí vận chuyển. Rồi, kéo các ống của bạn King Blue mình sẽ có 3 loại luôn. 3 loại đồng bộ luôn ha. Loại 32, loại 42 và loại 64. Đây anh em, loại này có 60 phi 64 nè, tức là cái ống lớn ha anh em, cái ống lớn nha. Bạn này cái lưỡi rất là sắc bén, bởi vì lưỡi của bạn làm bằng chất liệu là thép SK5, thép của Nhật đó anh em. Mình cắt cái bạn này mình cảm giác nó đã lắm. Mình gỡ khóa ra như thế này nè. Đó. Đây. Cái thân của bạn, ôi cái cảm giác bóp của bạn rất là nhẹ nhàng. Và cái thân á, cái thân kéo được làm bằng chất liệu là hợp kim nhôm, cho nên sẽ cho mình một cái cảm giác nhẹ cực kỳ luôn, rất là nhẹ nhàng khi mà mình cầm. Chứ nếu như mà ba cái nhôm thép thường đó là nó nặng lắm. Còn cái bạn này sẽ cho mình cảm giác rất là nhẹ, lò xo bóp rất là êm. Đây, ốc vít người ta làm chỉnh chu bài bản. Bạn này em đang bán giá là 280.000 một cái nha anh em. 280.000 một cái, kéo các ống 64 của nhà King Blue. Còn anh em mình mua nhỏ hơn, ví dụ các ống 42, cái nào hồi ống lớn là có trợ lực hết nha, có trợ lực luôn. Cái này là 180.000 một cái. Còn cái nhỏ này là 30, kéo ống 32 đó, thì cái bạn này có giá là 100.000 một cái thôi. Bữa trước là 110 á, hôm nay em giảm giá đó, còn 100.000 một cái. Đây, thân của bạn là hợp kim nhôm nha. Cái cảm giác bóp của bạn cực kỳ nhẹ nhàng. Bạn này anh em mình cắt phát một thôi, đưa ấm vô trong này, bóp một phát là đi luôn. Anh em mình rã sàn rồi là phải xài cái bạn nhỏ này. Mình rã sàn hoặc là làm những cái ống mà ống nước nóng rồi đó anh em, là phải xài bạn này. Nó nhẹ nhàng lắm nha, cắt rất là ngọt, không cần phải vừa xoay ống vừa cắt đâu. Trừ khi cái ống nó lớn, ống 30 rồi đó mình mới phải xoay. Còn lại mấy cái ống 25 là anh em mình đưa vô là bập phát một thôi, rất là nhanh, rất là nhạy. Đó, bạn này thì nếu anh em mua hai bạn này nè, 42 với 32 á, hai bạn này thì được miễn phí ship nha. Hai bạn này là em sẽ miễn phí ship cho mấy anh. Đấy, hai bạn đây. Còn không á thì mua cái bạn lớn này, một bạn 280 em sẽ miễn phí vận chuyển luôn. Dạ, chơi vậy luôn ha. Bạn này kéo xe 64 nè, miễn phí vận chuyển bạn này. Hoặc là mua hai bạn này là miễn phí vận chuyển, hoặc là mua hai bạn lớn này là miễn phí vận chuyển. Đó, giá rất là tốt anh em ơi. Phí vận chuyển nha, anh em mình mua trong đơn hàng của anh em có một món miễn phí vận chuyển, thì anh em mua dù có 10 món hay là 20 món gì trong đơn hàng của mình cũng sẽ được miễn phí vận chuyển cả đơn luôn nha. Rất là hay, rất là tiện. Rồi, tiếp theo là mũi phay. Mũi phay của Quật Phao, bạn này là mũi phay hàng cao cấp nè. Đó, mũi phay cao cấp của bạn này, cái hộp của bạn này có 6 cái thôi, 246 mà 220.000. Còn cái bạn này là 15 cái luôn, nhưng mà giá là 295.000, nó không có trên lợt tiền bao nhiêu hết anh em. Vì sao? Cái này, đó, 15 chi tiết, 295.000, 15 chi tiết không bán lẻ nha anh em. Đó, tất cả những chi tiết thông dụng mà anh em mình cần đây. 15 chi tiết 295.000 đựng trong cái hộp như thế này. Rồi anh em nhìn nè, tại sao bạn đây 220.000 mà có 6 mũi thôi, mà bạn này là 15 mũi 295.000. Đây, mình so hai cái mũi giống nhau nè. Nè anh em, đây, hai cái mũi giống nhau nha, hai cái kiểu giống nhau nha. Thì sao, bạn này làm tốn tiền hơn, tốn nhiều nguyên liệu hơn, dày dặn hơn. Bạn này là làm cái cốt nè anh em, ủa cốt xấu hết trơn á anh em. Nè, mà sao cái lớn cái nhỏ ta.
Đó, ủa chắc là cốt 6, 6 ly 35 mà anh em. Một loại mà ta, hai cái này đều cốt 6 ly. Còn cốt 12 ly nó to lắm. Đây là cốt 12 ly đây nè. Cốt 12 ly nè. Đây là cốt 12 ly nè. Đấy, đây, 12 ly là bạn này đây. Đó, hai bạn này là 6 ly nè. Đó, 12 ly cũng 295 ngàn thôi anh em. Nha, mình đặng hình dung là vì sao nó mắc tiền. Vì cái bạn này bạn làm bằng chất thép nó chất lượng hơn. Nha, cho nên là bạn mắc tiền chứ không phải đơn thuần tự nhiên á, muốn lấy nhiều lấy đâu. Nè, bạn 12 ly này cũng giống bạn 6 ly, một hộp. Một hộp 15 mũi. Là anh em ha, một hộp 15 mũi nè. Đây, 15 mũi cốt 12 nè, 295 ngàn. Bạn này cũng là một hộp 15 mũi cốt 6 nè. Đó, 295 ngàn luôn. Đó, nhưng mà cái bạn này có 6 mũi thôi. Cốt 6 luôn, nhưng mà bản 220 ngàn. Anh em mình làm chuyên nghiệp cần cái độ bền cao thì mình phải mua cái bộ này cho nó xịn hơn nha. Chứ không phải đơn thuần như vậy đâu. Đó, em biết là có nhiều anh nó là chê cái bộ này mắc tiền không mua nè, nhưng mà thực chất nha, vì sao nó mắc tiền, vì nó làm bằng chất liệu tốt hơn nha anh em, chất liệu nó tốt hơn, chỉnh chu hơn, bài bản hơn á, kiểu vậy chứ không phải tự nhiên nó mắc tiền đâu nha. Rồi, video của em hôm nay tới đây thôi, hẹn anh em ở video hôm sau nha. Anh em mình nhớ quan tâm ủng hộ bằng cách bấm like cho em với nha. Rồi, hẹn anh em video hôm sau ha.